Đây là anh em trước khi về thì đứng lại chờ đến nào có tiếng chuông thì anh em chuẩn bị ra về các bạn ạ. Trưởng công ty mình rất rộng các bạn. Đi lại khoảnh khắc rất đáng nhớ đây, anh em chuẩn bị chia tay nhau, chia tay chia chân. Trong lòng rất buồn nhưng anh em vẫn nở nụ cười rất tươi các bạn ạ. Đây là khu vực quen thuộc hàng ngày của tất cả các bạn đây, nhưng mà có lẽ sẽ là rất là lâu nữa sẽ không còn ở lại. Rồi, tất cả anh em nhá, chào anh em mạnh khỏe nhá. Về đây. Về. Anh ở lại đâu? Về mà. Đây là những vị trí rất quen thuộc của anh em. Vị trí rất quen thuộc của anh em. Đây là khu vực thay đồ của bạn này. Anh em các bạn về thì các bạn thấy các bạn khu vực để giày dép đấy, Nhật cũng vẽ rất hay. Khi mọi người về thì để giày dép vào đây. Chính chỉ nấu tạ. Hay. Ok. Hai bye bye. Hai. Các bạn xem. Đấy. Anh em lên trên cầu thang. À, ra đến Nhật mình. Cảm xúc thật là buồn các bạn ạ. Ngoài trời vẫn đang rất là tối các bạn ơi. Này, các bạn thấy không? 4 giờ sáng vẫn tối rồi. Ở anh điện thôi. Anh. Quay cho các bạn xem đấy. Công ty mình đấy. Bây giờ mình đang lên cầu thang. Ở trong phòng thay đồ lộc cơ. Quay cho các bạn xem. Những kỷ niệm. Đây, công ty rất là rộng. Tháng các bạn ạ. Đây. Nữa. Anh em chào khán giả trước khi về nào. À, đây. Khi này. Không phải trên đây chứ phải dưới. Rồi, ok.